Đây là một đoạn phim do camera an ninh của một căn hộ ghi lại được vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng. Một người đàn ông đã leo vào hàng rào và nhanh chóng dắt một chiếc xe khỏi căn nhà. Hãy cùng phân tích lại đoạn clip để xem làm thế nào anh ta có thể lấy chiếc xe một cách dễ dàng như vậy. Trên màn hình camera, bất ngờ xuất hiện một người ăn mặc kỳ quái với những động tác rất nhanh nhẹn. Và chỉ trong vòng 15 giây, anh ta đã vượt rào thành công. Có thể nhận ra tên trộm này rất chuyên nghiệp và khá cẩn thận. Hắn ta ăn mặc rất kín đáo và dụng cụ hành nghề ăn trộm thì được đựng trong một chiếc hộp ngăn nắp. Sau khi đã quan sát cẩn thận, tên trộm mới bắt đầu ra tay. Đầu tiên, hắn ta lấy từ trong hộp dụng cụ của mình ra một vật gì đó, có lẽ là một chiếc kềm cộng lực. Tiến lại gần cổng sắt, hắn cẩn thận quan sát kỹ xung quanh một lần nữa. Và 3 phút sau, chiếc khóa cổng đã bị bẻ gãy. Đến lúc này, hắn từ từ tiến vào trong nhà. Và nơi này có một chiếc xe máy. Vẫn dùng chiếc kềm cộng lực đó, tên trộm nhanh tiến lại gần chiếc xe. Có lẽ chiếc xe đã được chủ nhân khóa rất cẩn thận, nên hắn mất khá nhiều sức lực và thời gian. Nhưng cuối cùng tên trộm cũng đã đạt được mục đích của mình. Ngay khi dắt chiếc xe ra khỏi căn nhà, hắn bất ngờ quay lại. Phải chăng của ăn trộm này vẫn còn quá ít? Thì ra tên trộm quay lại là để lấy dụng cụ hành nghề của mình trước khi tẩu thoát. Chúng tôi đã từng đề cập tới việc là nếu như gia đình nhà mình có hàng rào mà người ngoài có thể nhìn thấy tài sản, thì chúng ta phải cất tài sản vô trong nhà luôn. Đúng rồi, chúng ta phải cất tài sản vào trong nhà hoặc có những biện pháp, ví dụ như là khóa chống trộm. Đúng rồi, đúng rồi. Thuộc bài quá. Và đây là một trong những trường hợp. Nhưng mà trường hợp này thật sự Thảo thấy bức xúc cho chủ nhà. Thì khóa cổng rồi, khóa xe rồi, có xích luôn rồi. Thảo, tại vì trộm chuyên nghiệp mà. Không, thực ra Ngọc không trách ai hết. Nhưng vấn đề là nếu mà xe để ở ngoài có thể gợi lòng tham cho tên trộm. Thưa quý vị khán giả, thật sự cái khung giờ từ 2 giờ sáng tới 4 giờ sáng là khung giờ mà dường như tất cả mọi người đang ngủ rất là say. Và các tên trộm, những kẻ gian thường lựa cái giờ đó để làm cái giờ hành động cho mình. Chính vì vậy mà cái khóa chống trộm mà có tiếng còi báo á, vẫn là một trong những cái phương pháp khá là hữu hiệu trong trường hợp này. Và rất may chủ nhà là lần này chỉ có một tên. Chứ gặp như trường hợp và có rất nhiều tên thì cái việc mà mở cửa ra và dọn sạch đồ trong nhà là việc hoàn toàn có thể, Thảo à. Mọi ý kiến đóng góp dành cho chương trình cũng như là những đoạn video clip mà quý vị muốn chia sẻ gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email cameracancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.